Kính thưa quý vị, nói chuyện về Tô Thủy Yên có lẽ nói đến ngày mai cũng không hết. Cho nên chúng tôi chỉ xin tóm tắt, xin mời chú tiếp tục về vấn đề nhà thơ Tô Thủy Yên thưa chú. Dạ vâng, thưa anh và thưa với quý thính giả. Thì như đầu chương trình thì anh Dương Đại Hải cũng đã trình bày đến quý vị là cái bài thơ mà nổi tiếng mà gắn bó với cái thời học sinh và sinh viên của chúng tôi ở Sài Gòn những cái năm thập niên 60-70, đó là bài Chiều Trên Phá Tam Giang của Tô Thủy Yên và Trần Nhật Thanh, đã cuốn quyện với nhau đưa cái bài thơ đi vào lòng người của những dấu ấn chiến tranh, xé đau lòng người vào thập niên 60-70. Để thưa với anh và với cũng quý vị có một khái niệm về phá Tam Giang, như anh đã biết là ngày xưa có câu á, thương em anh cũng muốn vô, sợ chuông nhà Hồ sợ phá Tam Giang. Chính xác. Và cái này á thì em không phải giải thích, nhưng mà thưa quý vị, quý anh cũng phải nói cho nó có ngọn nguồn chút xíu. Tại sao là yêu em anh cũng muốn vô mà sợ chuông nhà Hồ mà sợ phá Tam Giang? Tại vì nếu quý vị đi qua cái chuông nhà Hồ ngoài miền Trung đó, thì là có những cái bọn thổ phỉ. Đúng. Nó ra nó ăn cướp rồi nó hải tặc nó hiếp dâm vân vân, đại khái như vậy. Và chuông nhà Hồ là cái chỗ đó là sóng gió nó bão bùng lắm, đi qua nó sẽ bị tàu nó lật. Thì nhân ngồi nói chuyện với anh Dương Đại Hải về câu chuyện văn học cuối tuần đó, thì em cũng chia sẻ một cái kỷ niệm của em, một cái kỷ niệm cũng rất là dễ thương. Là cái phá Tam Giang đó, là nó có một cái ngôi làng nhỏ tên là Hương Điền. Em được có hạnh phúc là em đi ra ngoài đó trong những cái cuộc hành quân ở ngoài miền Trung đó. Em cứ đi ra ngoài đó thì ở đó thì nó có những cái gò cát mênh mông và một ít hàng tre và thủy dương. Đó. Mình á, thì ở trong này mình kêu là thông, nhưng mà thực sự là ngoài biển nó kêu là thủy dương. Là cái những cái cây đó để nó chắn cát gió nó vô từ đây. Đúng. Đó. Với sóng nước mênh mông gợi cho em những cái niềm nhớ. Và chiều trên phá Tam Giang. Ông tôi thuyền đồng đã làm là chiều trên phá Tam Giang, anh sực nhớ em, nhớ đến bất tận. Anh thấy không, là khi mà mình đã thương một cái người nào đó là mình trân trọng, mình yêu quý cái người đó đó. Chính xác. Là phải bất tận thôi. Vâng. Đó. Mà trong cái thời buổi chiến tranh ấy, cái sinh và cái tử nó rất là gần gũi, nó không có xa. Và cái bài thơ vẫn dâng trào đến hôm nay, đâu đó nhớ lại nỗi đau, nỗi lo sợ của cái tuổi trẻ thời bây giờ, với ông chiến tranh có thể cướp đi người yêu thương của mình, và nỗi nhớ dâng trào đến tận tim áp. Và em cũng là trong những cái thành phần đó. Thì trong cái bài thơ Chiều Trên Phá Tam Giang thì Tô Thuyền cũng đã viết là chiều trên phá Tam Giang anh chợt nhớ em, nhớ ơi niềm nhớ, ôi niềm nhớ đến bất tận, em ơi em ơi. Tức là ông đã nhắc đi nhắc lại là nhớ ơi là nhớ, nhớ đến bất tận, và cuối cùng ông gọi em ơi, tức là người yêu yêu của mình đó. Thì trong cái khung cảnh đó anh nghĩ như thế nào thưa anh? Vâng, thưa chú và kính thưa quý vị, câu chuyện này nó xảy ra cái thời sau vụ Mậu Thân, quý vị nhớ. Đúng vậy thưa anh. Thế thì sau khi cái cuộc Mậu Thân là Cộng sản nó xâm lăng miền Nam, nó đánh miền Nam, nó lợi dụng cái sự 3 ngày ngưng bắn của cái hiệp định Geneva. Lúc bây giờ thì chưa có, xin lỗi, chưa có hiệp định Paris, Geneva là năm 54. Còn đây là sau cái vụ gọi là Mậu Thân, nó đại tổng công kích miền Nam. Vì Việt Cộng nó nghĩ rằng nó nổi dậy thế này thì miền Nam mất 100%. Mà nếu miền Nam mất 100% thì lúc bây giờ coi như là Mỹ đầu hàng vô điều kiện với lại Tàu và đối với lại Liên Xô. Và sau cuộc chiến này thì Cộng sản đã bị chết hàng trăm ngàn lính của quân đội nhân dân Cộng sản. Và Bộ Quốc phòng của mình, nha Tâm Lý Chiến, đã cử một phái đoàn gồm các nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ đi ra thăm miền Trung, miền Vĩ Tuyến, từ vùng Quảng Trị đổ lửa rồi ra đến ngoài Gio Linh. Cho nên mới có những cái tác phẩm như là Chuyện Chiếc Cầu Đã Gãy, rồi Chiều Trên Phá Tam Giang, rồi lại có những câu chuyện như là Bà Mẹ Gio Linh, vân vân. Thế thì một trong những cái nhạc sĩ mà phải nói rằng tôi không muốn ca tụng, ông Nhật Trường. Tôi phải gọi ông bằng ông Nhật Trường. Mặc dù ông là con tôi,
nhưng mà tôi vẫn phải gọi ông là ông Nhật Trường, là vì cái tâm hồn nó vĩ đại, mà tâm hồn ấy đi vào lòng người, cái tình tự dân tộc nó tuyệt vời. Cho nên chúng ta phải thấy dòng nhạc của Trần Thiện Thanh nó phải thích hợp với dòng nhạc Tô Thủy Yên để mà nói rằng nhớ ơi là nhớ, nhớ đến muôn đời và muôn tận. Ông này cũng là một con người tâm hồn mạnh dẻ, là một nhạc sĩ nhưng cũng là tâm hồn một thi sĩ, cho nên ông ta yêu một cách kinh khủng. Dạ vâng. Và ông Doanh cũng là một người cũng may mắn đã từng đã ra phá Tam Giang trong những lần hành quân. Còn cuộc đời Dương Đại Hải thì không phải là may mắn, nó đã gắn liền với miền giới tuyến. Vợ tôi là gái Huế mà gốc Quảng Trị. Cho nên tất cả những cái phá, những cái đèo, những bãi biển đẹp của miền Trung từ đèo Hải Vân trở ra đến Gio Linh Quảng Trị, hầu như tôi có bước chân đầy đủ. Dạ vâng. Đẹp nhất là Lăng Cô. Quý vị đã đi từng ra Hải Quân, Hải Vân, khi mà xuống đèo, có cái vòng đèo bên tay phải nó có một cái tượng con rùa và trên có bức tượng đá, cái bia. Dạ. Thế xong rồi đi vòng xuống đó là Lăng Cô. Dạ. Lăng Cô là một bãi biển êm đẹp, nó như là bãi biển Đại Lãnh của Nha Trang, mà nó là còn tuyệt vời hơn. Và rồi chúng ta đi vào nữa là cái vùng Đá Bạc. Đúng anh. Đấy, xong rồi đi vào Đá Bạc ở phía trong nữa, qua khỏi Phú Lộc, qua khỏi Nông là đi về chỉ Huế, chúng ta đi về Mạn Thuận An. Vâng. Những cái bãi biển nó không bao giờ mà phai nhòa trong trí nhớ của những người yêu quê hương như Dương Đại Hải, như là Nguyễn Doanh. Có lẽ bây giờ xin chú để cho nó sung sướng mời cho khán giả nghe bản nhạc Chiều Trên Phá Tam Giang được không? Dạ được. Chú có chưa? Dạ em có đây. Xin. Xin mời nghe liền. Trong khi em sắp xếp thì anh cứ việc kể việc cho. Thì quý vị nhớ rằng cái bản nhạc Chiều Trên Phá Tam Giang với giọng ca của Nhật Trường, với giọng ca của Thanh Lan. Người Việt Nam nào mà không khỏi chạnh lòng quê hương, mà trong cái tình yêu chiến tranh bốc lửa đó, nó vẫn thoang thấp thoáng một tình yêu tuyệt vời của con người nhân bản miền Nam. Bởi vậy cho nên Chiều Trên Phá Tam Giang là những cái bản nhạc nằm lòng của tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cũng như bây giờ và mãi mãi. Bằng chứng là bây giờ Cộng sản họ không có một nhạc phẩm nào để có thể thay thế, chứ đừng nói cái chuyện mà chê nhạc của miền Nam. Họ vẫn phải dùng nhưng họ không dám dùng nhạc của Nhật Trường. Họ phải đổi tên là nhạc Bolero, bởi vì Nhật Trường là vua những khúc nhạc Bolero như là nhạc của Trúc Phương. Bởi vậy ngày nào còn nước Việt Nam âm nhạc, ngày đó còn Chiều Trên Phá Tam Giang. Dạ vâng. À, xin lỗi quý vị, thầy. Anh em tôi là mì ăn liền, thầy. Nói có... Thưa quý vị, đó là quý vị vừa mới nghe qua một cái đoạn trong Chiều Trên Phá Tam Giang do ca nhạc sĩ Trần Thành sáng tác, cũng là nhạc sĩ hát cái bài này với nữ ca sĩ Thanh Lan. Vâng. Anh thấy sao, ngậm ngùi quá vẻ không anh? Dạ thưa, không những ngậm ngùi mà tôi ham chiến tranh. Bởi vì chiến tranh là chết chóc, mà chết chóc trong cái tình yêu lý tưởng này sao mà nó nhẹ nhàng. Vâng. Nó không còn là sự chết chóc mà nó là một sự thoát tục. Đấy, quý vị thấy cái tâm hồn của thi sĩ miền Nam, của nhạc sĩ miền Nam qua hình ảnh cái ông Tô Thủy Yên này. Quý vị, ông ta đã thi vị hóa cuộc chiến của miền Nam. Dạ. Còn cái gì đẹp cho bằng một người yêu mà vì nhớ đến mình đang ở tiền tuyến, trong những cái lúc vào thư viện đọc sách, rồi những cái lúc đi lang thang trên hè phố Sài Gòn đều nghĩ đến anh. Dạ. Mà chỉ có một điều mà cô sợ không dám nghĩ. Dạ. Đó là cái điều gì? Vấn đề chiến tranh, đau xót. Cho nên đọc và nghe Trần Thiện Thanh, Tô Thủy Yên, chúng ta mới thấy rằng cái cuộc chiến Việt Nam nó đã tạo tạo ra rất nhiều nhân tài cho đất nước, chưa chú? Dạ vâng, cảm ơn anh. Và qua những cái lần nói chuyện với anh Dương Đại Hải cùng với quý vị đó, thì anh Dương Đại Hải hay dùng cái danh từ là nhân bản. Đó là tại người miền Nam chúng ta rất có nhân bản. Dạ vâng. Cho nên khi nó có cái nhân bản, có cái tình người trong đó, nó mới toát ra những cái vần thơ, những cái nét nhạc mà tuyệt vời để lại cho hậu thế. Thì kính thưa quý vị, để trở lại với Chiều Trên Phá Tam Giang á, thì cái nỗi nhớ của người lính á, trong những kỷ niệm yêu thương quay cuồng trở về trong ký ức, thì quý vị cũng nghe thấy là trong cái bài thơ đó có là: giờ này thương xá sắp đóng cửa, người lao công quét dạng hành lang, giờ này thành phố chợt bừng lên để rồi tắt nghỉ sớm. Thì anh thấy vào những cái năm 1970-72 đó, vâng, thì là bị cái giới nghiêm. Đúng. À, anh em mình đi.
Thì hồi xưa mình ở Sài Gòn á, thì để cũng nhắc nhớ để cùng quý vị cho nó vui cái kỷ niệm của mình hồi xưa ở Sài Gòn. Thì ở bên đây kêu là shopping đó, đó center chẳng hạn, thì bên Việt Nam có cái thương xá Tắc này, đúng rồi, với thương xá Eden. Rồi. Là hai cái thương xá rất là nổi tiếng, bán tất cả những cái quần áo dầu thơm vân vân rất là nổi tiếng. Và chúng tôi ở Sài Gòn, chắc anh Dương Hải cũng vậy, chúng ta cũng đã từng ghé qua những cái nơi đó. Dạ vâng. Nó đưa người yêu hoặc là đưa người nhà mình đi tới, vâng, thăm những cái nơi đó và tư anh. Và trong cái bài hát này á, lại có những cái câu mà rất là nghẹn ngào đó quý vị. Ôi Sài Gòn giờ giới nghiêm, ôi Sài Gòn 11 giờ vắng yên. Anh thấy là ở Sài Gòn là kêu là người ta kêu là hòn ngọc viễn đông mà, yeah, bồng bềnh nhưng mà bị giới nghiêm mà thưa anh, vâng, thành nó im. Ôi em tôi Sài Gòn không có buổi tối đó. Lại nữa, những suy nghĩ của em gái hậu phương với cái anh chiến sĩ nơi tiền tuyến thưa anh. Và chắc anh em mình cũng phải dừng một vài phút để mà, dạ vâng, kính thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi dừng để mà gọi đến quý vị một vài giây phút quảng cáo, thì ông Doanh này ông ấy nhắc tới cái vấn đề gọi là Sài Gòn không buổi tối. Đúng như thế, Sài Gòn là một hòn ngọc viễn đông, nghĩa là tấp nập ngày đêm. Vâng. Thế mà giờ này không có buổi tối là vì giới nghiêm 11 giờ. Vâng anh. Chúng ta có thể nói rằng Sài Gòn là một thành phố không bao giờ ngủ. Vâng. 2-3 giờ đêm cũng lại bắt đầu có người đi buôn bán. Dạ. Quý vị còn nhớ cái vó ngựa mà nó lóc cóc trên đường. Vâng. 2-3 giờ đêm là quý vị nghe từ trong Sài Gòn vào chợ lớn, tiếng vó ngựa lóc cóc, nó chở những hàng hóa rau cỏ, yeah, từ ngoại ô, từ Gò Vấp, yeah, từ Tân Bình về Sài Gòn. Yeah. Thế thì những cái hình ảnh đó nó làm cho con người ta nó sống động. Và cái danh từ mà ông ấy gọi là nhân bản, chúng tôi sẽ tiếp tục trong phần 3. Xin cảm ơn quý vị.